Khi đã hết tội, những lỗi nghi hoặc ngày trước được sáng trừ hết, sau đó mới được ra khỏi nghi thành, thấy Phật nghe Pháp. Nên biết, không luận trong 500 năm hay sau 500 năm, nói tóm lại, phải tiêu trừ hết những lỗi ngày trước mới được giải thoát. Câu này rất quan trọng. Nhất định tội chướng phải hết mới được thoát ra. Cùng một đạo lý, chúng ta có thể lý giải được, có thể suy ra, người đọa địa ngục đến trong địa ngục phải đưa nghiệp địa ngục trong đời trước hay kiếp này tiêu trừ ngay trong địa ngục, họ mới được thoát khỏi địa ngục. Người đọa vào cõi quỷ đói, cõi quỷ đói là do tâm tham, nghiệp tập tham lam, nhất định phải đoạn hết trong cõi quỷ đói, họ mới được thoát khỏi cõi quỷ đói. Một đạo lý, một nguyên lý. Ở đây cho thấy tại sao tam ác đạo dễ vào ra khó. Không phải nói dễ ra, vì tội chướng của ta phải đưa tội chướng đời đời kiếp kiếp trong quá khứ phá tan ngay trong đó, mới có thể ra. Chưa đoạn được tập khí tham lam, làm sao ra được? Chưa đoạn được tập khí sân hận, làm sao ra khỏi địa ngục? Trong sân hận bao gồm cả ngạo mạn, ghen ghét. Ngạo mạn, ghen ghét, oán hận, bất bình đều được sinh ra từ sân hận. Bởi thế chúng ta phải hiểu được ba ác đạo là tiêu ác nghiệp chướng, tam thiện đạo là tiêu thiện nghiệp chướng, toàn là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng là do ta tạo. Thiên đường địa ngục là do nghiệp lực của ta biến hiện ra. Thiên đường tam thiện đạo được tạo thành bởi công đức thiện nghiệp. Địa ngục, ngạ quỷ, tam ác đạo được tạo nên bởi công đức ác nghiệp. Nếu chúng ta hiểu được việc đó, rõ ràng việc đó, làm sao để hiểu được, không còn hoài nghi? Nhổ sạch gốc nghi, sau đó tu hành sẽ rất dễ.